Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, theo đài CGTN, tuần qua con sông dài nhất Trung Quốc, sông Trường Giang đạt đỉnh lũ lần thứ 3 trong năm nay, sau một tháng nước này hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc cũng ghi nhận mực nước lên tới 149,97m, tốc độ dòng lũ khoảng 53.000m³ mỗi giây, đỉnh lũ đạt 56.000m³ mỗi giây lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Vì thế, đập Tam Hiệp đã mở 5 cửa xả lũ để giảm bớt tác động của lũ lụt đến vùng hạ lưu của sông. Trước đó, đập cũng mở 3 cửa xả lũ, giúp được kiểm soát tốc độ trung bình hàng ngày là 40.000m³ mỗi giây. Đập Tam Hiệp là hệ thống điều khiển nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309m và cao 185m, hệ thống khoán nước 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam, được thiết kế đáp ứng được dòng chảy ngàn năm có một 75.000m³ mỗi giây. Lý giải về lũ trên sông Trường Giang, Tân Hoa xã trích lời ông Ninh Lỗi, Phó Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai, lũ lụt và hạn hán của Ủy ban sông Trường Giang cho biết, so với các năm trước, mùa mưa đến sớm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt trên sông Trường Giang. Cụ thể, mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 5, sớm 10 ngày so với bình thường và 2 ngày so với trận lụt toàn lưu vực sông năm 1954. Lý do thứ hai là mưa nhiều từ đầu tháng trước ở Trung Quốc, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang đã cao hơn 20% so với mức trung bình trong nhiều năm. Ông Ninh Lỗi cũng nhận xét, tổng công suất kiểm soát lũ trên sông Trường Giang của 40 hồ chứa được kiểm soát, trong đó có dự án đập Tam Hiệp là 57,4 tỷ m³, là vũ khí linh hoạt, kinh tế và hiệu quả nhất cho việc kiểm soát lũ trên sông dài nhất Trung Quốc này. Thưa quý vị, lũ lụt kinh hoàng ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra sau khi lượng mưa trong vài ngày bằng mức cả năm, điều chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Sự xuất hiện của yếu tố gây mưa khiến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc không kịp trở tay. Từ 5 ngày qua, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi sinh sống của hơn 10 triệu người, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, từ 16 đến 17 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa đo được là 211,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt 619mm. Con số này gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là sắp xỉ 645mm. Theo các nhà khoa học, trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng và còn được tăng cường bởi hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Điều kiện khí tượng đầu tiên là hơi ẩm nhiệt đới bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Điều kiện thứ hai là bão số 2 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm phía tây Hồng Kông vào sáng thứ Ba với cường độ tương đương cấp 1. Còn điều kiện thứ ba là bão số 3 di chuyển về phía bắc Đài Loan. Bão số 2 mang hơi ẩm từ Biển Đông tiếp thêm cho hơi ẩm sẵn có ở miền Nam Trung Quốc, trong khi bão số 3 dồn hơi nước từ Biển Hoa Đông vào đất liền, kết hợp những yếu tố trên lại tạo ra trận mưa khủng khiếp trút xuống Trịnh Châu vào hôm thứ Ba vừa qua. Trước khi trận mưa tồi tệ nhất trút xuống vào buổi chiều, lượng mưa đo được vào buổi sáng cũng rơi vào khoảng 213mm, khiến độ ẩm không khí gần như bão hòa. Mặt khác, nhiều hệ thống thoát nước của thành phố khi đó đã gần chạm công suất tối đa. Dữ liệu radar Doppler cho thấy các tế bào bão nằm lơ lửng ngay trên phía bầu trời Trịnh Châu. Tế bào bão là khối không khí chứa các dòng vận động lên xuống trong các đối lưu, di chuyển và phản ứng như một thực thể duy nhất, hoạt động như một đơn vị nhỏ nhất của hệ thống tạo bão. Gió tầng cao yếu, điển hình của kiểu thời tiết mùa hè ở Trung Quốc đại lục, khiến cơn bão không di chuyển nhiều. Ngay cả sau khi cơn mưa lớn nhất kết thúc, một trận mưa khác từ 122,8mm đến 213,2mm vẫn tiếp tục trút xuống thành phố. Những trận mưa cực đoan như thế này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Khi trái đất tiếp tục nóng lên do biến đổi khí hậu, không khí ấm có thể giữ ẩm tốt hơn, dẫn tới tải lượng ẩm lớn hơn trong các cơn dông, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra mưa lớn. Suflang,
Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam hôm thứ Tư cho biết, chính quyền tỉnh đã cảnh báo về nguy cơ thời tiết khắc nghiệt từ tuần trước. Tuy nhiên, họ lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ đổ xuống thành phố Tiêu Tác nằm dưới chân núi Thái Hoàng Sơn, một ngày trước trận mưa lịch sử ở Trịnh Châu. Cuối tuần qua, chính quyền địa phương đã cảnh báo thành phố Tiêu Tác có thể chứng kiến lượng mưa lên đến hơn 600mm vào ngày thứ Hai, nguy cơ gây ra lũ lụt lớn chưa từng có trong một thế kỷ. Các khu vực khác bao gồm cả thủ phủ Trịnh Châu, cách Tiêu Tác chưa đầy 100km về phía nam, cũng được dự báo hứng chịu mưa, song cường độ nhỏ hơn. Việc dự đoán thiếu chính xác về địa điểm hứng chịu lượng mưa lớn nhất góp phần khiến nhà chức trách Trịnh Châu không kịp trở tay ứng phó khi nước lũ đột ngột dâng lên. Chen Tao, trưởng ban dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan của mình, song đây thực sự vẫn là một thách thức toàn cầu. Theo ông, các mô hình dự báo hiện tại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường nhưng không phát huy tác dụng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết có nhiều điều không chắc chắn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo. Các nghiên cứu trong quá khứ cũng cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng học đều đồng tình rằng không thể dự báo lượng mưa sẽ trút xuống vào một giờ cụ thể trong một ngày nhất định nào đó. Theo một nghiên cứu được phòng thí nghiệm trọng điểm về thời tiết khắc nghiệt Trung Quốc thực hiện vào 5 năm trước, các cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ chính xác khoảng 15% trong năm 2008. Tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm tiếp theo. Ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, những nơi có lịch sử lâu đời về hoạt động nghiên cứu khí tượng, tỷ lệ chính xác cũng chỉ đạt 30%. Trong khi đó, nhiều người dân Trịnh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng với trận lũ lụt khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Những hình ảnh được cho là đáng quên nhất sau trận lũ lụt lịch sử diễn ra tại Trung Quốc. Quý vị thân mến, mưa lớn kéo dài từ tuần trước đã kéo theo tình trạng sạt lở đất ở hơn 70 huyện và các thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương cho hay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2 triệu người, trong đó hơn 150.000 người đã phải sơ tán. 20.000 ngôi nhà bị sập, con số thương vong thiệt hại tiếp tục được cập nhật. Song theo nguồn tin ban đầu, tính đến tuần này ít nhất 15 người đã thiệt mạng do mưa lũ ở Sơn Tây kể từ đầu tháng nay. Lượng mưa ở Sơn Tây đã nhiều gấp 5 lần so với lượng mưa thông thường, khiến nhiều con đập bị vỡ, nhấn chìm nhiều tuyến đường sắt. Các nhà quan sát cho rằng trận mưa lũ hiện nay ở Sơn Tây thậm chí có thể nghiêm trọng hơn trận lũ ở tỉnh Hà Nam hồi đầu năm ngoái. Tuần trước, lượng mưa trung bình ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã đạt khoảng 185,6mm so với lượng mưa chỉ khoảng 15mm vào tháng 10, giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách liên lạc với người dân trong vùng lũ, trấn an họ và cho biết trẻ em, người già và phụ nữ được ưu tiên sơ tán trước. Mưa lũ cũng làm tê liệt hoạt động của khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Điều này càng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng trong bối cảnh Trung Quốc đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu điện. Hàng loạt nhà máy doanh nghiệp cũng phải tạm ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, năm nay nước này đã chứng kiến nhiều đợt mưa lớn hơn so với thông thường. Tổng cộng trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, gần 1.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các thảm họa tự nhiên ở Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, nhà chức trách Trung Quốc đánh giá tình hình lũ lụt dọc sông Trường Giang năm nay là rất nghiêm trọng. Tính đến sáng ngày thứ Sáu tuần qua, đập Tam Hiệp hứng lượng nước đổ về đến 33.000 mét khối mỗi giây. Mực nước trong hồ chứa đã tăng lên mức 155,55m, tức cao hơn mức cảnh báo lũ đến 9m. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Theo mạng truyền hình CGTN, đỉnh lũ thứ tư đang hình thành trên thượng nguồn sông Trường Giang và lượng nước đổ về có thể lên đến 60.000 mét khối mỗi giây vào tối ngày thứ Bảy. Trước đó, con đập đón đợt lũ thứ hai vào đầu tháng này. Công ty Tam Hiệp Trung Quốc, đơn vị phụ trách điều hành dự án đập Tam Hiệp thông báo, nhà máy thủy điện Tam Hiệp bắt đầu hoạt động hết công suất 22,5 triệu kW từ ngày hôm thứ Năm tuần trước. Cơ quan quản lý gần đây phải giảm lượng xả lũ của đập Tam Hiệp vì lũ lụt nghiêm trọng tại các vùng hạ nguồn đập. Giới chức Trung Quốc cho biết, hồ chứa tại đập Tam Hiệp có thể có trữ lượng nước lên đến 39,3 km khối và mực nước trong hồ có thể cao đến 175 m. Thượng nguồn sông Trường Giang được dự báo sẽ có lũ trong những ngày sắp tới do mưa lớn.
một số nhà phân tích được truyền thông nước này dẫn lời nhận định rằng đỉnh lũ vào cuối tháng này, đầu tháng sau sẽ là bài kiểm tra thật sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung. Từ đầu tháng trước, ít nhất 195 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, gần 42.000 người bị ảnh hưởng và hơn 2,6 triệu người sơ tán tại Trung Quốc. Theo Reuters, chiều thứ Bảy, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp ở Trung Quốc đang vượt mức cảnh báo hơn 10 mét, hứng dòng nước đổ vào với lưu lượng trên 55.000 mét khối trên giây. Trước đó, Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ công ty Tam Hiệp cho hay vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, đập Tam Hiệp hứng lượng nước đổ về với lưu lượng 35.000 mét khối trên giây, mực nước trong hồ chứa khi đó đã tăng lên mức 156,6 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!